Vâng, xin chào bác bên kênh chia sẻ đạp. Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu tua đinh của hãng Gian. Mẫu dòng Gian FCR. Lần này em mới về một mẫu FCR model rất là cao, mỏng 3005. Đây là một cái dòng tua đinh thể thao nhẹ nhàng giúp cho bác đạp dòng đường phố hoặc những khu chung cư trên những cung đường bằng phẳng. Và lần này em về một chiếc size rất là khiêm tốn, là dòng size size XS, phù hợp với những bác mà chơi ra cao trên 1m5 đến 1m6. Và là em về trong màu xanh à màu đỏ trắng. Và bây giờ em xin vào đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, thì những video trước đây thì em đã có qua giới thiệu những cái dòng xe dòng Gian Touring rất là nhiều model khác nhau. Thì trong đó có những mẫu dòng Gian FCR là một trong những cái dòng Gian Touring rất là bán chạy bên cửa hàng bên em. Thường thì em về những dòng 3000 và 3100, thì hôm nay em về một chiếc model cao cấp hơn, dòng FCR 3005. Và tổng thể của em xem giá là tầm 85 đến 90% xe. Xe trên khung xe đây. Xe làm từ hợp kim nhôm alloy X, vẫn hợp kim nhôm siêu nhẹ đặc quyền của Gian. Và xe rất là đẹp ạ. Trên khung xe có vàng một vết ố vàng. Trong quá trình sử dụng xe không thể tránh khỏi rồi. Đây những cái vết ố chứ không phải vết xước đâu nhá. Cái ố vàng đây. Các bác có thể về lau chùi đánh rửa sạch để có thể là hết được cái màu ố này. Với tông màu trắng đỏ rất là nổi bật trên khung xe. Và đây cũng là một mẫu Gian FCR rất là bán chạy bên em, model FCR 3005. Rất là ít khi về em về cái mẫu model 3005 như vậy. Và lần này em về được một chiếc size XS. Và rất nhiều các bác hỏi em là dòng xe dưới 1m6, thì hôm nay em về được một chiếc tua đinh dòng Gian 3005 với cái size là size nhỏ, size XS. Có những bác chiều cao khiêm tốn là dưới 1m6. Rất là đẹp. Các bác có thể thể thao nhẹ nhàng đạp đường phố hoặc những khu chung cư, những dòng touring rất là dễ dàng để đi và di chuyển. Cổ phốt kia đông chính hãng của Gian nguyên bản theo xe, cổ phốt nhôm. Tay lắm cao su đúc chính hãng của Gian. Và cụm phanh đằng trước là sử dụng với cụm phanh dầu chính hãng của Techo, trang bị với 9 tầng lip chính hãng của Shimano Acera rất là cao cấp. Và bên thân phải em được trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng nguyên bản theo xe, mà cụm phanh sau sử dụng cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Techo. Càng chính hãng của Gian FCR, may ơ nguyên bản theo xe, may ơ chính hãng của Gian, vành nhôm hai lớp cũng được sơn với một cái màu tông đen đỏ rất là phù hợp với cái tông màu của khung xe. Vành nguyên bản theo xe, vành của Gian. Vâng, xe sử dụng với cái đường kính kích thước lốp là 700 x 28 c. Đây là cái mẫu kích thước lốp cơ bản của những dòng xe touring. Ghi đông chính hãng của ghi đông Gian nguyên bản theo xe. Yên là yên chính hãng của Gian nguyên bản theo xe, yên rất là mới. Model touring Gian FCR 3005. Đùi đĩa sử dụng với đùi đĩa Shimano chính hãng nguyên bản theo xe. Đằng trước đùi đĩa thì có Clato nguyên bản cho xe, chắn cho các bác đi những cọ vào xích bíp xe hoặc là qua đập cái đùi đĩa của nó đây, nguyên bản nó có sẵn rồi. Xe sử dụng với gạt đĩa Shimano Acera. Củ đề sau chính hãng của củ đề của Shimano Acera, trang bị với 9 tầng lip, lip đen chính hãng của Shimano, nguyên bản cho xe. Đằng sau sử dụng với Meyer Gian chính hãng nguyên bản cho xe. Và vành cũng là vành của Gian luôn đó nhá. Vành của bản theo xe. Sử dụng lốp Kenza, kích thước lốp 700 x 28 c. Và bây giờ em xin đo chính chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 42. Thì các bác cao là 1m6 đến dưới 1m6 một chút thôi nhá. Từ 1m5 đến 1m6 đi vừa chiếc xe dòng một touring. Rất nhiều bác hỏi ăn về những cái dòng xe touring mà cái size thấp. Thì lại em về một chiếc size XS đây. Và bây giờ xin vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe sử dụng với 9 tầng lip, lip đen của Shimano, có 3 tầng đĩa, sau xe 27 tốc độ rất là cao cấp. Đơn lip. Vâng, rất là trơn tru mượt mà. Xuống lip đây. Xe rất là dễ sử dụng nhá. Bên phải em sử dụng với đùi đĩa của Shimano, trang bị với 3 tầng đĩa, xuống đĩa.
lên đĩa. Và rất là mượt quá nhá. Đây là cái dòng Touring, dòng Gian FCR. Và em đã từng giới thiệu qua là những cái dòng Touring FCR là em rất là bán hàng bán chạy của bên cửa hàng bên em. Một Touring dòng cơ bản rất là dễ đi. Cái mẫu lần này em về là cái mẫu FCR 3005. Và cái size thấp dành cho các bác cũng chiều cao khiêm tốn dưới 1m6. Và xe rất là đẹp, em đánh giá từ tầm 85-90% xe. Tuy có một vài vết ố trên khung xe nhưng tổng thể xe nó rất là đẹp. Và em về những tổng thể xong chiếc xe Gian FCR 3005. Và xe giá rất tốt bên em là 7,7 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm Kim Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Mừng hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các bác liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424 và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.